Mẹ con bình an sau một năm thực hiện ca mổ ngồi bắt thai. Bé bình an dù mới 9kg nhưng vô cùng cứng cáp. Đã có thể tự vững đứng để tập đi. Mẹ bé sau ca mổ ngồi đã tăng 10kg. Sáng nay, chị Nguyễn Thị Liên cùng con trai bình an trở lại bệnh viện ca để tái khám và lấy thuốc. Cơ thể đầy đặn, bước đi nhanh nhẹn. Không ai nghĩ cách đây một năm, chị Liên từng trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh vì ung thư vú giai đoạn cuối di căn vào phổi. Ngày 22 tháng 5 năm 2019, chị Liên trải qua ca mổ ngồi đặc biệt để sinh bình an, khi đó cơ thể chỉ còn 44kg. Nhưng hiện tại, cân nặng chị đã đạt 55kg, vết sẹo mở khí quản trên cổ đã mờ dần. Chị Liên cùng bé bình an trở lại bệnh viện ca sáng nay, đội bộ tóc giả ngắn, chị Liên cười rạng rỡ, liên tục nựng bình an trên tay đầy âu yếm. Chị khoe bình an lúc mới sinh chỉ nặng 1,5kg, nhưng nay đã được 9kg, rất cứng cáp, ăn ngủ rất ngon, mọi chỉ số phát triển bình thường. Bé đã có thể tự vịn tay đứng rồi tập đi. Cháu ăn được bát con cháu đặt, cháu loãng được nửa bát to, cháu nghịch lắm. Nhiều khi mình thấy mệt nhưng vui, cháu giống bố và ông nội. Chị Liên cười tươi khoe. Chị cũng cho biết, cách đây một tuần, cả gia đình vừa tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho bình an. Tôi từng nghĩ có thể không bao giờ được nhìn thấy con, nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến. Cả hai mẹ con cùng xuất viện. Khi về rồi cũng chỉ nghĩ ở bên cạnh con được ngày nào tốt ngày ấy, nhưng đến giờ, tôi đã có thể tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con, chị Liên xúc động nói. Từ khi xuất viện vào tháng 7 năm 2019 đến nay, chị Liên đều đặn quay lại bệnh viện ca mỗi tháng để tái khám và truyền thuốc trúng đích. Hiện chị đã trải qua 15 đợt, mỗi đợt nằm 3 ngày. Những tháng gần đây, chị đều tự mình bắt xe khách lên Hà Nội, truyền xong thuốc lại bắt xe về. May mắn, chị được miễn phí toàn bộ thuốc điều trị. Chị chia sẻ, mỗi đợt truyền thuốc cũng gặp tác dụng phụ như mệt mỏi, phù chân, phải nằm nghỉ 2 tháng 3 ngày. Nhưng luôn tự răn mình phải cố gắng để có thể chứng kiến con lớn thêm từng ngày. Khi về nhà, chị đã có thể làm các công việc nhà như người bình thường để chồng yên tâm đi làm. Chị Liên tươi cười bên cạnh cậu con trai cứng cáp sau một năm từ ca mổ hy hữu. Hôm nay, hai mẹ con rất vui khi nhận món quà đặc biệt từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc thỉnh nhân ngày Tết Thiếu Nhi. Đây là một phần quà nhỏ từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng. Gặp lại chị Liên, các y bác sĩ đều rất mừng vì thấy hai mẹ con đều khỏe mạnh. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, nguyên giám đốc bệnh viện ca cũng vô cùng ngạc nhiên. Giáo sư Thuấn cho hay, một năm trước, chị Liên từng phải ngủ ngồi suốt 2 tháng vì không thể thở, sau đó bước vào ca mổ bắt con sinh tử cũng mổ ngồi. Sau ca mổ, bình an được chuyển tới bệnh viện phụ sản trung ương để chăm sóc đặc biệt, còn chị Liên tiếp tục điều trị ung thư. Dù có rất nhiều lần tưởng khó qua khỏi khi rơi vào hôn mê, di căn não, xương, phổi song các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống chị Liên. Phó Chủ tịch nước tặng quà cho bé bình an và các bệnh nhi. Khi mổ, chúng tôi chỉ hy vọng cứu được con. Mục tiêu của gia đình khi đó cũng chỉ mong muốn như vậy, không hy vọng cứu được mẹ. Bác sĩ tiên lượng bệnh rất nặng, nhưng còn nước còn tát. Nhưng cuối cùng cả hai mẹ con đều hồi phục, viết nên một chuyện cổ tích giữa đời thường, giáo sư Thuấn chia sẻ. Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, BS Lê Thanh Đức, trưởng khoa nội năm cho biết, sau khi sinh chị Liên được điều trị bằng hóa trị và thuốc kháng thể đơn dòng, đến nay, đánh giá bệnh nhân dung nạp thuốc tốt, khối u đã thoái lui, không còn tế bào ung thư song vẫn còn theo dõi chặt để tránh di căn. Chị Liên sẽ phải duy trì thuốc liên tục. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đánh giá, trường hợp chị Liên chính là minh chứng cho thành công của tiến bộ trong điều trị ung thư. Hiện tỷ lệ điều trị khỏi một số bệnh ung thư tại Việt Nam đã ngang với các nước tiên tiến trên thế giới. Trong đó, tỷ lệ điều trị thành công ung thư vú đạt 75%, ngang với Singapore.